Cái này đóng 2017 hả chú? 2017. Và đó số ok bớt 8. Hả? 2008. Ừ. 2008 á. 2008 tới giờ hả chú? Ừ. Dạ. 2 năm. Dạ. Bốn. Mười mấy năm á. 2 năm. 16 năm. 16 năm. Chiếc ghe 16 năm. Vậy là mình mới sửa lại đây hả chú? Không có sửa đâu. Sửa. Cái này để xuống lụm luôn rồi. Chỉ là trang trí còn câu dạ. Hoặc là tụ tập chân bơi lại thôi. Vậy bây giờ ghe với cần câu là cũ không? Cũ hết đó ha. Cũ. Dạ. Ghe mình hồi xưa giờ là có thi đấu ở đâu chưa hả chú? Cũng thi đấu nhất nhì ba tư hoài mới đóng bức cần lông ngày 2 lần luôn á. Dạ. Chăng. Sóc Trăng. Sóc Trăng có thi đấu rồi ha. Có. Rồi qua mình thi đấu năm nào thi đấu không? Có. Có. Dạ. Năm rồi mình có giải. Không, cái này ghe này đông lên 7 năm rồi, 6 năm rồi. Dạ. Nghỉ đấu 6 năm này. Dạ. Vậy là hôm nay mình sắp sửa để xuống để bữa nay mình hạ thủy luôn ha. Hạ thủy test tốc độ rồi lại sẵn ha. Dạ. Dạ. Mày bỏ đi gặp giá là bức giả dạ. Gì nè. Thì là chỉ có là bữa đi thùng vôn đấy nghe. Ờ thùng vôn. Dạ. Chuẩn ban rồi. Cái ghe này hồi xưa là ai đóng nghe chú? Cho Danh Vũ. Dạ. Dạ. Nghệ nhân Danh Vũ nha. Rồi, đóng rồi bỏ luôn ơi. Dạ. Danh Vũ biết sẵn rồi. Rồi đây chiếc ghe bữa thi đấu ở thùng vôn mình được giải nhì ha. Ờ. Nhì. Giờ bảo quản rồi lại năm sau mình thi đấu tiếp. Không, cái này chắc vài bữa để xuống nữa. À, vài bữa. Có giải bên Chầm Chẹt mình có thi đấu không chú? Có. Rồi qua bên gì bên Châu Thành mình cũng vài bữa nữa đi. Châu Thành là ở đâu Hậu Giang hả? Đấy, Châu Thành mình á. Ở đây cũng có đấy nha. Ừ. Ở đây cũng có giải nha. Ừ. Ở đây là chùa nào mà? Chùa Minh Hưng. Minh Hưng. Chùa Minh Hưng mà chùa Chắc Kha người ta sắp sửa là đấu. À. Cái này dạ. Thằng này thằng một còn hai đang sửa đắng này. Dạ. Tại vì ghe trong chùa có ba chiếc rồi. Ba chiếc ngay. Dạ. Chiếc trong số mình cũng tính rồi. Dạ. Bây giờ người ta tính ra là chiếc nào ở có tên chùa bên ta xuống cho xuống. Vậy hả? Ờ có tên chùa dạ. Xuống. Nếu mà ghe có bụng sóc đó là ta mời đi đi là khó xử lắm, có này kia nọ khó xử lắm. Dạ. Vì ghe nào có tên của chùa dạ. Dễ giải quyết. Không? Vậy là ghe này giờ bữa mình đi thi đấu ở Chầm Chẹt. Chầm Chẹt. Chầm Chẹt bữa trước là cho thành mình lúc đó. Đó. Đây là cầu mới. Đó là cầu cũ. Cầu mới. Cây này là cây mới ha. Ừ, cây cây mới. Dạ. Còn là một cây, còn một cây mới, một cây cũ. Cũ luôn. Dạ. Cái cũ nó mục hết trơn rồi. Câu cũ ở đây nha. Ở đó, trước cũng là trong thành mình chưa có ai ăn rằng long mà năm đi bơi ở sao mà Trà Vinh đó. À, vậy là ngày, hai ngày hai lần luôn. Vậy là ăn càng long là mình thi đấu ở Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. À, bơi hai vòng là mình thắng hết đó hả chú? Hai ngày ăn ba vòng luôn. Dạ, ăn ba vòng rồi. Rồi tự nhiên là mình nghỉ thôi. Dạ. Bây giờ bơi chắc cũng biết có lợi đó không? Bị dân mình nó dạ. Yếu. Dân nhà tập không, dạ. Quân đội không, rồi mình dân như làm ruộng, làm hồ. Bơi lại nó đâu vậy? Đội hình của mình là chỉ ở sớm vận động lên ha. Vận động rồi đó, biết sao nó đang sung phải không? Dạ. Giờ mấy tay cũng cũ đi già hết trơn rồi. Năm nay con thấy ghe mini mình hiệu quả chú. Rồi. Dạ. Quay hai ngày liền. Đi thằng này ngày đóng tới giờ hai lần hạng ba, một lần hạng nhì. Yeah. Đi ba lần đấu được hạng ba hai lần với hạng nhì. Mới ba lần, bơi ba lần. Yeah. Chưa bị thua. Thi đấu mà được giải nhì là cũng uy tín lắm. Bốn bốn ghe giải nhì là ngon rồi. Đó là anh đòi nói hả? Dạ. Dạ. Anh đòi nói này là anh chỉnh cây cần câu rồi anh phụ trách cái bên phần cần câu ha. Anh ấy ơi, tôi xin hỏi nghe. Thôi làm biến lên chứ. Làm biến lên.
đen này nè, được rồi. Cái đây là mình có số là cái số người ngồi hả chú? Dạ. Số dầm đâu là cũng theo cái số này luôn hả chú? Dạ. Có tư vô trong đó không? Dạ. Có. Có chú. Dạ. Ông này là thợ làm dầm. Vậy hả? Ừ. À vậy là chú này là thợ làm dầm cho mấy anh và công viên mình ha. Cái dầm mà nghe dài nhất là bao nhiêu mét ha chú? Vậy là trước sau nó khác nhau hết ha. Ừ. Dạ. Đấu bằng nhau được. Dạ. Đây là nghe mình chuẩn bị là thi đấu ở Gò Vao. Dạ. Mình giật thi đấu Gò Vao ha. Ít người mới chưa để xuống lắc, để xuống rồi. Dạ. Để xuống rồi Lâm đi ngoài cầu cảng thử rồi. Thử ngoài cầu cảng. Tức là mình thử ngoài sông lớn thôi chứ. Sông lớn. Dạ. Và dân đặt băng lấy một cơm đó con. Đây chuẩn bị đợi đủ mấy anh cận động viên lại đây mình hạ thủy ha. Đây bà ấy to à, đứng bà đứng như bà bộ em đó lúc bà ăn cái đúng kinh nó nếp hả? Mệt nặng nè, thôi giờ hao liền máu. Bà mình nó hơi tối. Cắt tôi cậy bà nó xoay anh. Cho nó xoay cho nó đó. Trong bà đặt. Dạ hao quá. Nó tuôn dân môi rồi. Nó bắt đó, 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 sấy cho tận ba đi. Cho sấy cho hình ảnh cũng mình cá. Nãy vậy. Muối làm ở dưới cho tức mọn. Kịch cho luôn. Đó luôn. Ừ. Đó luôn. Dấu chai này là mới chét ít thơm ha. Thì hởm hởi đó là miền nọ liên con của nó cứ cho đó luôn nọ tớ. Đó là giờ nó thèm nó. Có luôn nó cứ thèm mà mình ít biết phải thèm thì ba. Nó lắm. Thôi thôi rồi. Chiếc con này. Bốc cái tớp ấy, bốc tớp nè, tớp thì bốc tớp ấy nhưng cái coi thái mà cho nó qua cao hơn á, giờ này 2:08 tới giờ ha, 2:08 tới giờ 2024. Mà sức mạnh là đây là cây dầu thôi chứ. Sao? 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 Nó dở qua thua lắm. Dở là qua thua ấy. Mình trời xem cái diễn biến xíu này thấy nha.